Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế tối ngày 23 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Mở đầu bản tin tối nay là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 23 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu thuận lợi, vụ hè thu lúa trúng mùa được giá. Hạnh phúc ngày đoàn tụ của gia đình cháu bé bị bắt cóc ở Bắc Ninh. Thưa quý vị khán giả, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 năm 2020 đạt 23,66 tỷ đô la Mỹ. Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 năm 2020 đạt 23,66 tỷ đô la Mỹ. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2020 đạt trên 310 tỷ đô la Mỹ. Trong kỳ 1 tháng 8 năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 1,69 tỷ đô la Mỹ, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8 thặng dư 10,8 tỷ đô la Mỹ. Tính đến thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long đã cơ bản kết thúc vụ hè thu 2020. Sản xuất trong bối cảnh hạn mặn, thiên tai khốc liệt toàn vùng, nhưng năng suất, chất lượng lúa gạo vẫn ổn định. Đặc biệt nhờ xuất khẩu thuận lợi mà nông dân vừa trúng mùa vừa được giá. Là một trong những tỉnh có diện tích lúa gạo lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, đến nay An Giang đã gần kết thúc thu hoạch vụ hè thu năm 2020. Mặc dù chịu tác động bởi thiên tai hạn mặn khốc liệt toàn vùng, nhưng trong vụ hè thu năm nay, nông dân vẫn đại thắng. Với sản lượng bình quân gần 6 tấn một hecta, giá bán lại cao hơn mọi năm, nông dân cầm chắc lợi nhuận 20 đến 30 triệu đồng một hecta. Đây là điều đáng mừng bởi vụ hè thu đồng bằng sông Cửu Long năm nay diễn ra trong bối cảnh hạn mặn khốc liệt, thiệt hại không hề nhỏ ở nhiều vùng. Nhờ các biện pháp chủ động ngăn mặn, trữ ngọt, né vụ, giải vụ, chuyển đổi cơ cấu giống lúa phù hợp với từng địa hình, mà đồng bằng sông Cửu Long vẫn duy trì được năng suất sản lượng, đặc biệt là đảm bảo được chất lượng của hạt gạo cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Đối với cái lúa thì cái đơn hàng của nước ngoài thì có nhiều, cho nên là các cái doanh nghiệp cũng như là công ty thì cũng triển khai thu mua rất là tốt, cho nên là cái giá lúa là nó ổn định từ đầu vụ cho tới cuối vụ. Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo từ nay đến cuối năm vẫn còn nhiều thách thức khi mùa lũ sắp bắt đầu. Theo kế hoạch, đồng bằng sông Cửu Long sẽ xuống giống khoảng 800.000 ha lúa thu đông tại các vùng đê bao khép kín. Trước mắt, ngành nông nghiệp cùng các địa phương đã lên các phương án ứng phó với các tình huống, kịp thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ để đảm bảo an toàn cho sản xuất của nông dân. Bên cạnh đó, việc thích ứng với thị trường cũng giúp nông dân có đầu ra ổn định, giá cao. Chiến lược nâng chất lượng ngành lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long đang dần phát huy hiệu quả, từng bước giúp nông dân làm giàu trên mảnh ruộng của mình. Trong quá trình tháo dỡ đập tạm ngăn mặn tại thượng nguồn sông Ba Lai, đoạn địa bàn xã Phú Đức và Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đơn vị thi công đã gây sạt lở, làm ảnh hưởng đến sản xuất đi lại của người dân. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đã khẩn trương gia cố và khắc phục các vị trí sạt lở, đảm bảo lưu thông và bảo vệ diện tích đất sản xuất của người dân. Công trình đập tạm ngăn mặn trên thượng nguồn sông Ba Lai được triển khai để nhằm ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn vừa qua. Đến tháng 5, công trình này đã bắt đầu được tháo dỡ để khai thông lại dòng chảy, hoàn trả lại lòng sông và mặt bằng hai bên vai đập. Tuy nhiên, trong quá trình tháo dỡ, hai bên vai đập đã bị sạt lở, gây ảnh hưởng đến một số hộ dân trong khu vực. Trước kia thì không có bị sạt lở, nhưng từ khi làm cái đập này thì khi mà nhổ sắt lên thì nó bị sạt lở, ảnh hưởng vườn sầu riêng của tôi. Nhờ cái cấp trên, cái chính quyền để tên để cái khắc phục để cái sạt lở để cho bà con người ta để mùa nước nó sắp tới. Theo đánh giá của chủ đầu tư, nguyên nhân sạt lở là do bờ bao chống tràn, khu vực đập tạm Tân Phú được đắp bằng đất tại chỗ, độ kết dính rất kém, lại đắp chồng lên nền đất yếu, hình thành bởi phù sa non nên dễ xảy ra sạt trượt. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực để khắc phục. Gần 1 giờ sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, trú tại tỉnh Cao Bằng, hiện đang ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, và Đặng Văn Bằng, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Tuyên Quang, từ tỉnh Tuyên Quang về thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo, sinh năm 2018, tại thành phố Bắc Ninh, gây xôn xao dư luận.
khi có thông tin cháu Nguyễn Cao Gia Bảo được giải cứu thành công tại Tuyên Quang sau hơn một ngày bị bắt cóc, hiện đang trên đường trở về Bắc Ninh. Ngay trong đêm đã có rất đông người thân của cháu bé đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh chờ đón cháu về đoàn tụ với gia đình. Gần 1 giờ sáng, Gia Bảo đã về đến Bắc Ninh an toàn, khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc của người thân, gia đình. Thì không nghĩ là trong đêm nay mình lại được mang con về với gia đình. Thực sự là những cái mà nằm ngoài cái mong muốn của cháu, và cũng nghĩ là cũng có thể là phải đến mai hoặc là đến một lúc nào đấy dài hơn nữa. Thế nhưng mà không ngờ là mọi thứ diễn biến ngoài cái sự mong đợi của mình, thực sự là rất là hạnh phúc. Nhưng mà vẫn tin là như thế, và khi gặp được con rồi thì chúng ta là mọi thứ là mình không biết là tả cái gì nữa. Thực sự là rất là sung sướng. Đêm qua thì em thức trắng đêm đến sáng, em cũng thật sự là không thể nào mà cầm được nước mắt khi mà nghĩ đến cháu, tại vì nghĩ là cháu sẽ xảy ra những cái không hay ấy, nên là em không thể nào mà cảm xúc của mình chắc là lúc đấy cũng không thể diễn tả được là nó đau khổ như nào ấy. Và bố cháu ấy, bố cháu đã bế được cháu rồi, thế là em ngay lúc này em thật sự là rất là vui mừng ạ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Thu khai, ngày 20 tháng 8, đối tượng này nảy sinh ý định muốn bắt một em bé về để nuôi. Do trước đó, Thu từng đi tập thể dục tại công viên Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh và thấy có nhiều trẻ nhỏ chơi ở đây. Thực hiện ý định bắt trẻ con, 17 giờ ngày 21 tháng 8, Thu đến công viên Nguyễn Văn Cử, thấy cháu Nguyễn Cao Gia Bảo đang chơi một mình. Đối tượng liền rủ cháu bé đi theo, sau đó sử dụng chiếc xe máy chở cháu bé về khu nhà trọ tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh. Cháu mục đích bắt đứa bé là để muốn người yêu và bố cả bố mẹ chồng đồng cảm và cũng đồng ý để cho bọn cháu đến với nhau. Chúng tôi cũng rất cảm ơn cái sự hỗ trợ tích cực phối hợp của quần chúng nhân dân cung cấp cho chúng tôi những cái nguồn tin rất quý giá, qua đó để chúng tôi sử dụng cùng các cái biện pháp nghiệp vụ phối hợp với cả đơn vị nghiệp vụ của Cục Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, và bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã giải cứu thành công cho bé và an toàn cho cháu và bắt được đối tượng. Cháu bé đã được trở về nhà an toàn và không có vấn đề gì về sức khỏe. Trong sự vui mừng khôn xiết của gia đình và tất cả mọi người cũng như dư luận cả nước quan tâm suốt mấy ngày qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Sở Du lịch Hà Nội đề nghị các cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin chỉ đạo của các cơ quan chức năng về phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho khách hàng và người lao động, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, dừng hoạt động các dịch vụ theo danh mục thành phố quy định. Các khu điểm tham quan du lịch phải chủ động phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận chuyển khách du lịch để điều phối các đoàn khách, tránh tập trung số lượng đông tại cùng một thời điểm, tuân thủ quy định về giãn cách, tổ chức đo kiểm tra thân nhiệt. Các đơn vị, doanh nghiệp, kinh doanh, dịch vụ lữ hành tạm dừng tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, đến và đi liên quan các địa phương đang có dịch. Với các cơ sở lưu trú, thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế trực tuyến khách lưu trú tại đơn vị và báo cáo hàng ngày với cơ quan chức năng để theo dõi. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần tuân thủ nghiêm việc đo thân nhiệt cho khách, giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 1 mét. Một số thông tin quốc tế tiếp tục bản tin hôm nay. Afghanistan thảo luận về tiến trình hòa bình với NATO. Mỹ rút đề xuất mời Trung Quốc đàm phán kiểm soát vũ khí. Thái Lan cho phép du khách nước ngoài lưu trú dài hạn trên đảo Phuket. Phủ Tổng thống Afghanistan cho hay Tổng thống Ashraf Ghani ngày 22 tháng 8 đã gặp đại diện dân sự cấp cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Afghanistan để thảo luận về tiến trình hòa bình nội bộ quốc gia Nam Á này cũng như các vấn đề khác. Tại cuộc gặp có sự tham dự của Cố vấn An ninh Quốc gia, Tổng thống Afghanistan và đặc phái viên của NATO đã trao đổi quan điểm về tiến trình hòa bình, tăng cường và trang bị cho các lực lượng quốc phòng và an ninh quốc gia của Afghanistan, cũng như sự hỗ trợ của NATO đối với các chương trình điều hành của chính phủ Afghanistan, đặc biệt là về tiến trình hòa bình và hòa giải.
Phía NATO cũng tái khẳng định cam kết vững chắc của NATO đối với an ninh và ổn định của Afghanistan. Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh bạo lực vẫn liên tiếp xảy ra tại Afghanistan, bất chấp thỏa thuận hòa bình được Mỹ và Taliban ký kết tại Qatar hồi tháng 2 vừa qua, vốn mở đường cho việc Mỹ rút quân theo từng giai đoạn, cũng như hướng tới các cuộc đàm phán hòa giải giữa Taliban và chính quyền Afghanistan. Theo thỏa thuận, khoảng 10.000 binh lính Mỹ và NATO sẽ rút khỏi Afghanistan trước tháng 7 năm 2021. Ngày hôm qua, giới chức ngoại giao Nga cho biết Mỹ đã rút lại đề xuất để Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí, song lại đặt ra các điều kiện khác khiến cuộc đàm phán về Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START tiếp tục bế tắc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh Nga không thay đổi quan điểm về việc mời Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán về cắt giảm vũ khí chiến lược. Bên cạnh đó, ông Ryabkov cho rằng cần có sự tham gia bắt buộc của Anh và Pháp trong trường hợp mở rộng danh sách những nước liên quan tham gia đàm phán. Ông Ryabkov thừa nhận hai bên không đạt được đồng thuận trong tất cả các vấn đề, đồng thời cho rằng cách tối ưu là đàm phán song phương Nga-Mỹ để tránh quá tải chương trình nghị sự. Trước đó, phía Mỹ cũng thông báo đã từ bỏ việc yêu cầu Trung Quốc tham gia đàm phán. Mục tiêu ưu tiên của Washington hiện nay là đảm bảo một thỏa thuận chính trị với Nga. Mỹ đã nhiều lần mời Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí, song phía Trung Quốc từng khẳng định không hứng thú và sẽ chỉ tham gia đàm phán ba bên nếu Mỹ sẵn sàng cắt giảm kho vũ khí hạt nhân xuống ngang bằng với mức của Trung Quốc. Hiệp ước New START sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 năm 2021 và có thể gia hạn 5 năm nếu Nga-Mỹ đồng ý. Cơ quan phòng cháy và bảo vệ rừng bang California của Mỹ cho biết hàng chục đám cháy rừng lớn vẫn chưa được kiểm soát, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, thiêu rụi hàng trăm nghìn hecta rừng và phá hủy hơn 700 khu nhà. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiệt độ cao cùng nhiều đợt sét đánh tạo ra các tia lửa. Hiện cháy rừng cũng đang đe dọa lan sang các cộng đồng dân cư bang California. Ngoài 6 người tử vong, ít nhất 43 lính cứu hỏa và dân thường đã bị thương do các vụ cháy rừng. Hỏa hoạn đang đe dọa nhiều phần của vùng vịnh San Francisco, khu vực nhiều cây cối gần Đại học California ở Santa Cruz, và cả dải đất rộng lớn giữa San Francisco và thủ phủ Sacramento. Gần 14.000 lính cứu hỏa đã được điều động để dập tắt lửa, song nhiều đám cháy lớn nhất vẫn chưa được kiểm soát. Lực lượng cứu hỏa hiện đang tăng cường kiểm soát các đám cháy ở vùng phía Nam, song dự báo gió to sẽ khiến các đám cháy lan sang hướng Tây Bắc. Trong khi đó, các đợt dông bão kèm sấm sét được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra trong 1-2 ngày tới, khiến càng có nhiều nguy cơ cháy rừng lan rộng hơn. Trong nỗ lực nhằm vực dậy ngành du lịch, vốn được coi là xương sống của ngành kinh tế, đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Bắt đầu từ tháng 10 tới, Thái Lan sẽ cho phép du khách nước ngoài có thể lưu trú tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Phuket lâu hơn. Đại diện cơ quan du lịch Thái Lan cho biết du khách có thể lưu trú tại Phuket trong ít nhất 30 ngày, trong đó có 14 ngày đầu phải tiến hành cách ly. Du khách cũng phải tiến hành 2 xét nghiệm trong quá trình cách ly trước khi có thể đi thăm đảo. Nếu muốn đi sang các khu vực khác của Thái Lan, du khách sẽ phải tiến hành thêm 1 xét nghiệm và ở tại đây thêm 1 tuần. Nền kinh tế Thái Lan, vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Nước này dự kiến sẽ đón khoảng 8 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm 2020, thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục 39,8 triệu lượt người vào năm ngoái. Sau khi lập kỷ lục là người có tổng thời gian làm thủ tướng lâu nhất Nhật Bản, ông Abe lại vừa lập một kỷ lục khác với số ngày tại vị liên tiếp lâu nhất trong lịch sử nước này. Tính tới ngày 23 tháng 8, Thủ tướng Shinzo Abe đã làm nhà lãnh đạo của Nhật Bản trong 2.798 ngày liên tục, tương đương với kỷ lục của chú ruột Eusaku Sato của ông xác lập trước đó. Theo Nikkei Asia Review, từ ngày 24 tháng 8, Thủ tướng Abe sẽ lập kỷ lục mới, trở thành Thủ tướng Nhật Bản có tổng số ngày tại vị và thời gian nắm quyền liên tục nhất trong lịch sử nước này. Nhiệm kỳ hiện tại của ông Abe với tư cách là Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền sẽ kéo dài đến tháng 9 năm 2021. Ông dự định dành thời gian còn lại của nhiệm kỳ để kiểm soát đại dịch COVID-19 và thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp Nhật Bản. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các bản tin sau.